Xin chào tất cả các bạn. Đất nước Singapore hiện đang là một trong những nơi được đông đảo các bạn trẻ lựa chọn, không chỉ là vì học phí rẻ mà là chất lượng đào tạo giáo dục cũng là thuộc hàng chất lượng trên thế giới. Nên hôm nay Tân Đại Dương xin gửi đến các bạn là những lý do mà các bạn nên chọn du học Singapore. Đó là vì điều gì? Đó là về sự chất lượng và sự sống động. Đây, Singapore còn là một quốc gia đa văn hóa với điều kiện sống chất lượng cao. Các di sản về nền văn hóa đa dạng và giàu truyền thống của đất nước này được đề cao qua các việc là các nhóm dân tộc khác nhau như người Hoa, người Malay, người Ấn Độ, người Lai Âu Á đều sống chan hòa và đều thể hiện được là người là Singapore. Mặc dù thì họ vẫn giữ được cái sự tín ngưỡng cũng như là tập tục hay là lễ hội riêng của mình. Bên cạnh đó thì có khoảng hơn 90.000 người ngoại quốc đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Và họ cũng đã mang theo những quan điểm về nền văn hóa độc đáo của đất nước mình để bổ sung thêm vào cái màu sắc và sự sống động cho đất nước Singapore này. Vậy thì lý do chọn mà các bạn nên lựa chọn Singapore là điểm đến học tập của mình là gì? Điều đầu tiên đó là tiêu chuẩn sống cao cấp tại Singapore cũng là điều kiện để đảm bảo cho các bạn học sinh các nước đến đây học tập. Singapore có chất lượng sống còn ngang bằng cả London và New York. Đó là có thể dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá trên 39 lĩnh vực bao gồm như là sự ổn định chính trị, tự do cá nhân, ô nhiễm môi trường, chất lượng chăm sóc y tế, trường học, nhà hàng và nhà hát. Đất nước Singapore còn có một lối sống đô thị sống động. Nhìn trên bản đồ thế giới thì Singapore chỉ là một chấm nhỏ, nhưng đảo quốc này lại là tỏa sáng với cái sự quyến rũ và vô vàn các hoạt động tại đây. Đi ăn tại nhà hàng và mua sắm là những cái hoạt động rất là phổ biến của người Singapore. Không cần phải nói đến nhiều vì nơi đây có vô vàn các món ăn ngon cũng như vô số các cửa hàng hiệu tại các trung tâm thành phố cũng như là ở ngoại ô. Và thêm vào đó thì Singapore còn là một môi trường nghệ thuật văn hóa sống động với nhà hát Esplanade trên vịnh, mang đặc điểm của nghệ thuật của mọi nền văn hóa trên thế giới. Các khu dân tộc thiểu số như là Tiểu Ấn, khu phố Tàu, làng Malay, Malaysia đã tạo ra cái nét độc đáo của nền văn hóa và lịch sử Singapore. Nhiều sự kiện hào hứng và sôi nổi như chương trình mua sắm đại hạ giá của Singapore, lễ hội nghệ thuật Singapore, lễ hội đèn lồng và rất nhiều lễ hội khác nữa đã tạo cho Singapore trở thành một nơi có điều kiện, có nhiều sự kiện nhất nên chờ đợi. Về địa lý thì Singapore nằm ở vị trí chiến lược của trung tâm châu Á và có thể trở thành trung tâm khám phá và của khu vực Đông Nam Á. Và với thông tin trên thì các bạn cũng đã biết thêm được một vài lý do để mà các bạn nên lựa chọn đất nước Singapore trở thành một điểm đến học tập của mình. Và nếu như các bạn còn thắc mắc hay là muốn biết thêm thông tin chi tiết về đất nước Singapore hay là về du học Singapore thì các bạn có thể liên